Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Bản tin quốc tế ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đem đến những tin tức đáng chú ý nhất. Cơn bão Minton đã trút lượng mưa kỷ lục nghìn năm có một và gây ra tình trạng nước dâng cao, đe dọa tính mạng con người với những cơn gió kinh hoàng trên một vùng rộng lớn của Florida sau khi đổ bộ gần Siesta Key hôm 9 tháng 10 giờ Mỹ. Ngày 10 tháng 10, các quan chức Mỹ cho biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng khi cơn bão Minton gây ra lốc xoáy trên khắp Florida. Theo cập nhật của CBS News, vào sáng ngày 11 tháng 10 giờ Việt Nam, cơn bão Minton đã khiến ít nhất 16 người chết. Ngoài ra, gần 1.000 người được giải cứu, theo CNN. Sức tàn phá khủng khiếp của siêu bão Minton vẫn khiến người ta vô cùng sợ hãi dù nó đã tạm đi qua. Những người thoát nạn sau khi đối đầu với quái bão Minton vẫn không khỏi bàng hoàng khi kể lại. Thật đáng sợ, bà Susan Stepp, một cư dân 70 tuổi tại thành phố ở bờ biển phía đông Florida, nơi 4 người cao tuổi đã thiệt mạng sau khi cơn lốc xoáy đi qua, cho biết. Họ đã tìm thấy một số người chết ngay bên ngoài trên một cái cây, bà nói thêm. Chồng của bà Stepp, ông Bill, cho biết một cơn lốc xoáy đã cuốn phăng chiếc nhà di động được làm bằng xe tải nặng 22 tấn của tôi và ném nó ra ngoài sân. Vừa đáng sợ, vừa đau lòng khi chứng kiến nhiều thiệt hại và mọi thứ bạn thực sự yêu quý đều biến mất. Nhưng đó chỉ là đồ vật và may mắn chúng ta vẫn còn ở đây, người đàn ông 72 tuổi chia sẻ. Gió rất đáng sợ, tôi chưa bao giờ nghe thấy điều gì như vậy và tôi đã ở Tampa cả đời. Ông Malis Kanko, Chủ tịch Hội đồng thành phố Tampa Guido cho hay. Theo Makena Kaski và dì của cô sống tại St. Petersburg, khi họ đang trú ẩn thì nghe thấy tiếng cần cầu đổ sập giống như tiếng sấm rền và tiếng kim loại rít lên của một vụ tai nạn tàu hỏa. Âm thanh đó là tiếng của một cần cầu tháp ở khu vực trung tâm thành phố đổ sập và rơi xuống một tòa nhà ngay đối diện căn hộ của Kaski. Cùng lúc đó, Kaski và dì của cô cảm thấy một cơn chấn động dữ dội làm rung chuyển toàn bộ tòa nhà của chúng tôi. Đĩa, bát, đồ đạc, cảm giác như có thứ gì đó va vào tòa nhà. Người săn bão Jonathan Pechamala đã cho CNN xem cảnh mái sân vận động Tropicana Field rách lớn và nói rằng đây là một trong những điều kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Sân vận động được cho là nơi ở của những người ứng cứu đầu tiên sau cơn bão, nhưng kế hoạch đó phải thay đổi ngay bây giờ. Anh cũng cho biết một số nhà di động và bãi đỗ xe kéo đang bị xé nát thành từng mảnh. Đến sáng ngày 10 tháng 10, theo giờ địa phương, khi sức gió giảm xuống còn 150 km/h, bão Minton đã hạ xuống cấp 1 nhưng vẫn còn nguy hiểm. Mưa rất to và những nơi cơn gió tàn phá vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi tại khu vực trung tâm Florida. Tình trạng khẩn cấp về lũ quét vẫn có hiệu lực. NSC cảnh báo, ít nhất 2,8 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp đã mất điện tại bang Florida vào cuối ngày 9 tháng 10, theo giờ địa phương, và con số này đã vượt qua 3 triệu vào sáng ngày 10 tháng 10. Hiện các sân bay ở Tampa và Sarasota đã đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Tampa, khu vực đô thị với khoảng 3,1 triệu người sinh sống, đã không bị cơn bão lớn tấn công trực tiếp trong hơn 100 năm, nhưng tuần này Tampa nằm trên đường đi trực tiếp của Minton. Khu vực đô thị Tampa ghi nhận lượng mưa từ 3 đến 5 inch, tương đương 76 đến 127 mm mỗi giờ sau khi đổ bộ. Đài CNN tường thuật khu vực thành phố St. Petersburg đã chứng kiến lượng mưa ngàn năm có một. Thành phố này ghi nhận lượng mưa hơn 16 inch, tương đương 406 mm chỉ trong 3 giờ, tương đương lượng mưa trung bình của hơn 3 tháng gộp lại. Cơn bão Minton đã tạo ra đợt bùng phát lốc xoáy ở bang Florida, Mỹ, với hàng chục lốc xoáy xuất hiện trước khi bão đổ bộ. Những lốc xoáy này đã gây thiệt hại về người trước khi bão Minton đi vào đất liền. Vậy tại sao có hàng chục lốc xoáy đi mở đường cho bão Minton như vậy? Bão Minton đã đổ bộ bang Florida, Mỹ vào tối muộn ngày thứ Tư, theo giờ địa phương, là sáng 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Gió tàn phá, nước dâng nhanh, mưa như chút đang gây ra nhiều khó khăn ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi bão. Trước khi cơn bão kỷ lục này đổ bộ, đã có báo cáo về hơn 30 lốc xoáy xảy ra ở khắp bang Florida, theo ABC News, khiến nhiều trang báo ở Mỹ gọi đây là đợt bùng phát lốc xoáy. Không chỉ vậy, ở bang Florida cũng phá kỷ lục về số cảnh báo lốc xoáy trong một ngày, với 116 cảnh báo lốc xoáy được đưa ra trong thứ Tư, theo NBC.
Số lốc xoáy này đã tàn phá khoảng 125 ngôi nhà, một số nơi đã thông báo có nhiều thiệt hại về người, theo NBC Miami. Sau những cơn lốc xoáy đó, đến tối muộn thì bão Milton đổ bộ. Vậy tại sao bão Milton lại sản sinh ra một loạt lốc xoáy đi dẫn đường trước khi nó đổ bộ như vậy? Thực tế, lốc xoáy đi kèm bão không phải là hiện tượng hiếm, chỉ cần có hoàn lưu của bão đi vào đất liền ở mức độ nhất định, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia NOAA của Mỹ. Bão có tất cả các yếu tố thời tiết cần thiết để tạo ra lốc xoáy. Nó mang theo những luồng khí xoáy nhỏ bên trong các dải mây ở rìa ngoài, từ đó có thể hình thành lốc xoáy, theo trang Life Science. Được tiếp năng lượng bởi không khí ấm và ẩm của biển, bão có thể tạo ra bầu khí quyển không ổn định, từ đó gây ra lốc xoáy. NOAA nói, các lốc xoáy thường xảy ra ở những dải gây mưa cách xa tầm bão, thậm chí có thể cách nơi bão đổ bộ cả 1.600 km, nhưng cũng có thể ở gần thành mắt bão. Thường đi lốc xoáy đi cùng bão thế này không mạnh, nhưng vẫn có thể cuốn bay tài sản, phá tung nhà cửa. Phần lớn các lốc xoáy xảy ra ngay vào ngày bão đổ bộ, tạo cảm giác là chúng đi mở đường cho bão vào. Nếu lốc xoáy đi kèm bão không phải là hiếm, tại sao ít người thấy chúng? Đó là vì lốc xoáy có nguồn gốc từ bão thường nhanh tan và dễ bị lấn vào trong mưa to, nên khó nhìn thấy. Hơn nữa, khi bão sắp đổ bộ thì người ta thường chú ý đến mưa to gió lớn, nước ngập hơn là lốc xoáy. Một trong những lần bùng phát lốc xoáy lớn nhất ở Mỹ là thời điểm có bão Ivan 2004, khi đó có tổng cộng 127 lốc xoáy theo USA Today. Bên cạnh đó, khi đổ bộ bang Florida, Mỹ, bão Milton đã gây ra một hậu quả mà người ta ít khi nghĩ tới. Khi nói đến bão, nó khiến nhiều ngôi nhà gần như bị vùi trong cát, đây là điều không dễ khắc phục nhanh chóng. Buổi sáng sau bão Milton, người dân ở những thành phố như Bonita Springs hay Venice, bang Florida, Mỹ, quay về nhà thì thấy nhà mình và xung quanh bị vùi trong cát, ở nhiều chỗ lớp cát dày 90-120cm. Việc này chính là do bão Milton gây ra và là điều không nhiều người nghĩ tới khi chuẩn bị chống cơn bão này. Theo Forbes Weather, bão Milton đã khiến nước dâng cao hơn 1,5m ở một số nơi. Đây là nước mặn tràn từ biển vào, mang theo rất nhiều cát, cát gần như đầy ắp trong nhiều ngôi nhà. Còn trên đường phố thì cát cũng dày vài chục cm. Ngoài ra còn có cả vỏ sinh vật biển. Tình trạng này khiến người dân và các lực lượng hỗ trợ đang hy vọng dọn dẹp nhanh chóng, buộc phải đi bộ vào chứ không thể đi xe. Phóng viên Brandy Campbell của kênh Fox Weather nói, đây là điều bạn ít khi nghĩ tới. Nếu nói đến bão, bạn nghĩ tới nước ngập, nước và bùn tràn vào, nhưng ít ai nghĩ tới những gì còn lại sau khi nước rút đi. Một nhân viên hỗ trợ dọn dẹp nói, việc dọn cát ở khắp nơi thế này rất nặng nhọc, cần nhiều người, chỉ có cách dùng xẻng xúc lên xe đẩy mà đẩy đi. Tuy nhiên, với cơn bão mạnh như bão Milton, người dân ở đây và cả các lực lượng hỗ trợ cũng nói, việc họ kịp đi sơ tán là đáng mừng, vì nếu họ ở lại, hậu quả có thể tồi tệ hơn nhiều. Ít nhất 14 người đã thiệt mạng do bão Milton, theo cập nhật lúc sáng 11 tháng 10 giờ Việt Nam của kênh NBC. Theo Reuters, ngày 11 tháng 10, bang Florida đã dọn dẹp cây cối và đường dây điện đứt gãy sau khi cơn bão Milton tấn công tiểu bang này, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng. Mặc dù cơn bão Milton không có sức tàn phá lớn như bão Helene tấn công Florida cách đây 2 tuần, nhưng hoạt động dọn dẹp có thể mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết, mặc dù đã tránh được kịch bản xấu nhất, nhưng thiệt hại vẫn rất đáng kể. Các nhà phân tích cho biết, cơn bão Milton có thể gây thiệt hại cho các công ty bảo hiểm lên tới 100 tỷ đô. Nhà Trắng đã cam kết hỗ trợ trong khi mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá. Chỉ 2 tuần sau cơn bão Helene, khoảng 2 triệu người ở Florida đã được lệnh sơ tán tránh bão Milton, trong khi hàng triệu người khác ở trên đường đi của cơn bão. Cơn bão đã càn quét Florida vào cuối ngày 10 tháng 10 trước khi tiến vào Đại Tây Dương. Trên đường đi của bão, hàng loạt cây cối và cột điện bị cuột đổ, khoảng 3 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp mất điện. CBS News trích dẫn thống kê của Sở thực thi pháp luật Florida cho biết có ít nhất 16 trường hợp tử vong liên quan đến bão, mức nước dâng cao nhất đạt từ 1,5 đến 3 mét so với mặt đất. Mặc dù cơn bão đã đi qua, nhưng người dân vẫn được khuyến cáo tiếp tục trú ẩn tại chỗ cho tới khi an toàn. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết hơn 15 triệu suất ăn và 13 triệu lít nước đã được vận chuyển tới Florida và 20 triệu suất ăn, 40 triệu lít nước khác cũng đã sẵn sàng được đưa tới các khu vực bị ảnh hưởng. Theo các nhà phân tích tại công ty Jefferies, bão Milton có khả năng gây tổng thiệt hại về tài sản lên tới 245 tỷ đô ở hai khu vực Tampa và Fort Myers. Đó là chưa kể thiệt hại tại các nơi khác.
Tổng thiệt hại do bão Katrina hồi năm 2005 là khoảng 192,5 tỷ đô. Điều này có nghĩa Milton nhiều khả năng sẽ vượt qua bão Katrina, trở thành cơn bão gây thiệt hại nặng nhất trong lịch sử nước này. Siêu bão Milton, một trong những cơn bão được cho là mạnh nhất tấn công nước Mỹ, đã đổ bộ vào bang Florida với cường độ bão cấp 3, sức gió khoảng 190 km một giờ. Ít nhất 19 cơn lốc xoáy đã hình thành do bão Milton, phá hủy khoảng 125 ngôi nhà, hầu hết là nhà lắp ghép. Gió mạnh cũng làm đổ một cần cầu xây dựng lớn ở St. Petersburg, khiến công trình đổ sập xuống một con phố vắng vẻ. Phần mái của một sân vận động dùng làm nơi tạm trú cho người dân tránh bão cũng đã bị gió xé toạc. Mặc dù trước khi bão Milton đổ bộ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt các giải pháp khẩn cấp cho bang Florida. Tuy nhiên, do sức tàn phá của cơn bão quá khủng khiếp, thiệt hại về người và của quá nặng nề, ở bờ biển phía tây Florida, một số hạt đã bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát và đánh giá thiệt hại. Công tác tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra tại Florida vào sáng ngày 10 tháng 10. Sau khi bão Milton gây ra những cơn lốc xoáy dữ dội trên khắp tiểu bang, khiến một số người thiệt mạng, lốc xoáy đã làm hư hại hơn 100 công trình trên khắp Florida, theo báo New York Times.